liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương, tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ngày 5 tháng 3 năm 2021, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư chi bộ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, mình đã chuyển cho bà Hằng số tiền 12 tỷ đồng. Ông Bình là cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên. Ông Bình nhiều lần khẳng định với phóng viên báo Thanh niên, ông đã chuyển số tiền này trả cho bà Nguyễn Phương Hằng, khi bà lên tiếng đòi lại và ông nói ông hoàn toàn không biết số tiền đó là của bà Hằng. Ông Bình kể, trước đây khi còn ở quê, gia đình ông Võ Hoàng Yên rất nghèo. Do thấy ông Yên là người có đạo đức, có tính cách hiền lương nên mới gả con gái cho. Ông Bình còn lo cho ông Yên đi học, cho ông Yên mượn tiền mua đất trồng cao su, ước khoảng 7 đến 8 tỷ đồng. Sau khi vợ chồng ra tòa ly dị, ông Võ Hoàng Yên đã chuyển trả lại nhiều tiền cho ông Bình. Theo ông Bình, khi nhận được tiền vài tháng, vào một dịp ông lên nhà ông Võ Hoàng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh thì gặp bà Nguyễn Phương Hằng và làm quen. Sau khi biết nhau, bà Hằng nhiều lần nhắn tin cho ông Bình hỏi thăm thông tin về ông Yên. Như báo Thanh niên đã thông tin, ngày 2 tháng 3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã có cuộc làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện tỉnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc tố ông Yên lừa tiền. Tại buổi làm việc này, ông Yên đã giải thích về số tiền vợ chồng ông Dũng ủng hộ lũ lụt và ông Yên khẳng định không lừa đảo, không lấy tiền của vợ chồng ông Dũng.